Trời ơi, nghĩ là trong cái nước cam đó có ma túy hả? Anh không biết. Sau mọi chuyện xảy ra, anh hỏi anh Luân. Anh ấy nói trong ly nước cam chỉ có chất kê choáng để em không đủ sức khỏe đi Mỹ. Còn ma túy là do John chuyển qua. Và anh cũng tin như thế. Thì em và mọi người vẫn tin là như vậy mà. Nhưng khi bình tĩnh lại, anh chợt nghĩ nhỡ ma túy chuyển vào em từ ly nước cam hay từ động tác nào đấy của nhà hàng và ảnh hưởng đến em, dù ít dù nhiều về chuyện đó. Mà anh đã có được tình yêu của em bằng một tội lỗi mà không thể nào tha thứ được. Em không muốn nghe nữa. Đừng nói nữa, em tin là không thể nào có chuyện đó. Anh cũng mong như thế. Từ lúc nhận được email của chị Vi kể về việc cần thanh minh cho John với công an ấy, anh cảm thấy thật không công bằng. Vì nếu như John cũng bị người ta bỏ ma túy vào vali thì thế nào? Vũ Luân có thể làm tất cả những chuyện đó. Anh đang sợ không nói ra không được. Chỉ cần nhận ra trong chuyện này anh vẫn là một người chân thật thì em bằng lòng bỏ qua hết. Vì một người chân thật đánh lừa em hiểu rất yêu người đó, hiểu rất hạnh phúc với người đó. Anh bỏ cả tháng ra Bình Thuận khổ luyện để giảm cân, rồi cả tháng đi thực tế ở các công ty mai, tạo cho người hâm mộ niềm hy vọng. Đùng một cái, anh lại nói đó là một kịch bản lỗi thời, đòi hủy hợp đồng với hãng phim, để lãnh bao nhiêu là tai họa. Cuối cùng, anh cũng quay trở lại đóng phim. Sao em giấu không cho anh biết? Em bị các fan của anh quậy phá. Anh đang trong tình trạng như vậy mà em cho anh biết được hả? Chính vì em giấu không cho anh biết chuyện đó, cho nên khi tận mắt thấy shop thời trang đóng cửa, má phải theo việc bán nhà rồi cùng em trốn thân. Anh không thể nào làm ngơ khi chính anh là nguyên nhân gây ra tai họa đó. Nhưng em đâu cần anh cứu như cách anh vừa làm. Em vẫn mở cửa hàng, em vẫn có rất nhiều người ủng hộ, và em đã thắng. Tất cả chỉ do anh không tin em làm được. Như vậy trong con mắt em, hành động của anh là sai, là thừa. Em không nói vậy. Em rất biết ơn anh, vì em hiểu đó là sự hy sinh của anh cho em và má. Nhưng từ trước tới nay, cứ đụng đến nguyên tắc nghệ thuật, anh không bao giờ nhân nhượng, và điều này đã tạo ra tính cách lê danh và làm em càng yêu anh hơn. Bây giờ anh đã dẹp điều đó qua một bên. Một kịch bản anh không thích thú, anh vẫn tham gia, dù là để cứu người tình. Anh không còn là Lê Giang nữa. Không phải chỉ vì em, mà còn vì người hâm mộ. Em hãy đọc những lá thư mà họ gửi cho anh đi. Giờ đọc cả những bài viết mà họ đăng trên báo. Tất cả đều muốn anh tiếp tục đóng bộ phim đó.
cho dù đó là bộ phim dở. Cũng có thể. Anh không thể làm những người hâm mộ thất vọng, kể cả những fan bị điên khùng. Chỉ cần anh nhận lời đồng ý, là họ sẽ buông tha em. Nếu vậy, em không cần sự hy sinh đó. Và hàng dạng người hâm mộ khác cũng sẽ như em. Họ không tán thành với anh. Để chịu lòng một số người, ngôi sao Lê Giang có thể bừng sáng lên trong mắt một số người hâm mộ này. Nhưng rồi cũng sẽ tắt liền với những người hâm mộ khác, trong đó có em. Như vậy là theo em, anh không nên đóng bộ phim này. Em không buồn là anh quá dội vàng. Chứ đã phóng lao thì phải theo lao thôi. Anh không thể bất lùi được nữa. Trời ơi là trời, sao anh làm cái gì cũng không dĩ em hết vậy? Làm em khổ, làm em hết khổ, đều như nhau thôi. Chưa bao giờ anh thấy em xa lạ như lúc này. Anh đang xa lạ với chính mình thì có. Đi luôn đi. Không, em không đi đó. Chào ông. Chào ông. Chào. Chào chị Vy. Ông ngạc nhiên hả? Ông Ánh Dương đã được tha. Cảm ơn anh đã tin tôi. Tôi hy vọng là mình đã tin đúng. Tôi và Minh Chiêu còn phải cảm ơn rất nhiều lần nữa khi anh đã nhận lời đóng lại phim Sa Ngã. Anh Lê Giang, anh thiệt là đáng yêu. Anh đã bỏ qua tất cả để cứu ông Ánh Dương, cứu bộ phim, cứu các chị và em nữa. Em về cửa hàng đây. À, em về đi. Em chào hai anh. Em chào. Mới lại chơi. Bye bye. Mời mọi người ngồi. Mời ông. Ông ngồi đi. Ơi là trời, sao anh làm cái gì cũng không dễ em hết vậy? Làm em khổ, làm em hết khổ, đều như nhau thôi. Chưa bao giờ anh thấy em xa lạ như lúc này. Đi luôn đi. Tốt rồi, quay nào. Đúng rồi. Ồ, lại đây, lại đây à. Tập trung lại đây, tập trung lại đây. Những phần này có tác dụng phô diễn một cái ấn tượng nhất từ nét u mịn của cơ thể qua từng bước đi trên sàn catwalk. Phần này thì tôn vinh bộ ngực ngẩng lên. Phần này theo gợi đường cong của mông. Còn phần này buộc khán giả phải nhìn như hút hồn vào. Ý thức được điều này, khi thể hiện từng động tác, ta phải có cảm xúc mạnh vào và thật theo gợi, hiểu chưa? Nào, bây giờ tập lại từ đầu. Chậm chậm, chậm chậm. Khi nào thật chuẩn thì nhanh dần, nhanh dần. Về. Tiếp tục tập đi nha. Khi nào thật chuẩn thì đi nhanh dần. Dạ. Bao giờ chị có bộ sưu tập mới, tôi cho các cô ấy thử, rồi còn tập nữa. Đợi Hoàng Phi ổn định tâm lý đã. Lần này chúng ta sẽ giới thiệu một chương trình với toàn bộ những mẫu thời trang của Hoàng Phi. Cái gì? Bộ thiết kế thời trang của Hoàng Phi?
Sao tôi chưa từng thấy? Rồi anh sẽ thấy và sẽ bất ngờ. Đúng vậy, chính tôi cũng bất ngờ. Trước đây chúng ta chỉ thấy một Hoàng Phi luôn thụ động vì tình cảm với Lê Văn, nên không nhận ra một Hoàng Phi thiết kế thời trang xuất sắc. Lê Văn không phải chỉ là vật cản của Hoàng Phi, mà còn của nhiều người, trong đó tôi cũng là nạn nhân. Anh không nên nghĩ thời gian như vậy. Tôi có nói sai không? Ba hồi anh ta làm bộ chảy, bỏ đóng phim để gây ấn tượng, dẫn đến tai họa cho bao nhiêu người và tai họa cho chính bản thân anh ta, rồi lại nhận đóng phim. Thật ra là cái máy cũ mềm rồi. Tôi rất buồn khi anh vẫn cố chấp với Giang như vậy. Còn tôi cũng chẳng vui gì khi chị thiên vị với Lê Văn như vậy. Thôi, anh ra làm việc tiếp đi. Khi nào xong, tôi và anh sẽ bàn về nội dung chương trình ra mắt bộ thiết kế thời trang của Hoàng Vi. Ha. Nhanh dần. Chị nóng với anh ta làm gì? Rõ ràng chủ đạo muốn khiêu khích tôi. Anh ta quên ơn quá nhanh. Từ khi được quan trường đỡ đầu, anh ta rất phách lối, chẳng coi thường mọi người. Nhưng cũng phải thừa nhận, việc anh Giang nhận lời đóng lại bộ phim làm cho chính mình cũng có bình dự ảnh. Trước đây tôi vẫn nghĩ mình là người hiểu Giang nhất, nhưng bây giờ tôi chào thua vì nhận ra ngày càng không hiểu nổi Giang. Nếu triển khai chương trình giới thiệu các mẫu thiết kế của Vi, chúng ta có cần kêu Vi tới làm gì không? Chưa cần đâu. Hiện tại Hoàng Vi và bác gái vừa qua cơn khủng hoảng, lại phải coi shop thời trang. Khi nào tâm lý Vi ổn định, mình sẽ nói đến bộ thiết kế thời trang. Dạ. Vào thành phố Hồ Chí Minh, tất cả mọi quan hệ với quan trường từ nay đều phải hết sức thận trọng, không được để lại một dấu vết nào trên văn bản, chứng từ, hợp đồng. Dạ. Mình có quá lo xa không anh? Quan trường với chúng ta bây giờ đã là một. Hơn nữa, việc lập đoàn thanh tra đã ngưng lại rồi. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tôi đã thấy nó có những hành động vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta rồi đấy. Mời vào. Thưa anh, em vừa bên đoàn thanh tra về. Tình hình có gì mới không? Ngồi đi. Dạ, đây là toàn bộ hồ sơ do Đăng Khoa gửi đi các nơi. Trong đó có ban thanh tra, kèm theo là đơn phản đối việc ngưng thành lập đoàn thanh tra đó. Đăng Khoa là ai thế nhỉ? Dạ thưa anh, Đăng Khoa là phó tổng giám đốc công ty Mai Sài Gòn, là cánh tay phải của Trần Hiền trước kia. Tôi nhớ ra rồi. Anh ta nghỉ việc do bất mãn, kéo theo một loạt các cán bộ nòng cốt của Mai Sài Gòn nghỉ theo, để phản đối việc Trần Hiền trọng dụng quan trường. Đấy, các cậu thấy chưa? Tôi lo xa về quan trường có quá đâu. Thằng này nó lại để Đăng Khoa, một người có công ở đấy ra đi, là đại thất sách. Có chuyện gì thế Bảo? Có việc rất cần, tôi sang bên ông ngay bây giờ. Có chuyện gì? Bà cứ nói đi. Nói được qua điện thoại thì tôi đã nói rồi. Cái giai đoạn nhạy cảm này, bà xuất hiện ở văn phòng của tôi là hết sức không nên. Tôi cũng đứng chức đương quyền, mà ông làm tôi giống như gian thương hay phó thường dân không bằng. Ngay từ đầu á, tôi có can, đừng dùng lại văn trường, mà sếp đâu có nghe. Bây giờ để nó đi quá trớn, stop lại đâu có dễ. Trị quan trường lúc này không cẩn thận lại gãy ông, đập lưng ông. Đời nào bà thu hường lại để cho bộ bà bị rớt. Ông á phải cản sếp đi. Nè nè, việc này á tôi nghĩ chính bà thu hường bật đèn xanh để đánh ghen. Chúng ta trao đổi đến đâu rồi nhỉ? À, về vấn đề quan trường. Việc Đăng Khoa gửi đơn tố cáo và hồ sơ đi khắp nơi, cả chứng tỏ
việc kiềm chế quan trường là tối cần thiết. Dạ, thưa anh, quan trường vừa mới có công trong việc dụ Trần Hiền ra khỏi vụ kiện lãnh đạo. Với lại, Đăng Khoa thực ra chỉ là một thằng tép riêu. Tại sao cậu lại hoảng sợ khi đụng đến quan trường? Tôi bảo cậu kiềm chế hắn, chứ có bảo cậu triệt hạ nó đâu. Thế nhá, từ nay cứ thế mà làm. Vì anh nghe quan trường. Ừ. Tại sao lại phải nghe? Không đơn giản như vậy. Chỉ có hoặc anh là thằng ngốc, hoặc anh đã bị lừa. Ai lừa anh? Anh không nói là ai lừa anh cả, mà chính anh đang tự lừa mình. Anh đừng nói kiểu bà phải như vậy. Anh muốn nói quan trường chứ gì? Nếu nói quan trường thì cũng là nói em, vì em ủng hộ việc tin cậy quan trường. Em đừng có nói như vậy. Em chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả. Anh đang tự trách mình. Em không sao hiểu nổi anh nữa. Em đi ngủ đi. Alo. Anh đang chờ em. Em có việc đột xuất. Chỉ đi ăn trưa nửa giờ thôi. Anh mới biết được một nơi rất tuyệt vời. Em nghĩ chúng ta nên dừng lại, không nên đi xa hơn. Anh đã xin lỗi em rồi mà. Tốt hơn hết là chúng ta không nên gặp nhau nữa. Nói chung là rất buồn, nhưng anh tôn trọng quyết định của em. Hy vọng một lúc nào đó em sẽ gọi điện cho anh. Không, em và anh cũng đừng gọi điện cho nhau nữa. Thì anh chỉ mong thôi mà. Mong là em sẽ chủ động gọi cho anh. Chào anh. Tạm biệt em. Có chuyện gì làm cho bà bức xúc thế? Còn chuyện gì ngoài cái thằng quý tử của ông? Nó đã về công ty dịch vụ xuất khẩu của Quang Trường ổn rồi cơ mà. Thưa ông, ba cái biệt thự của mình đang cho thuê ở bên Singapore ấy, thằng con ông làm lộ hết rồi. Đầu đuôi ra sao bà phải nói rõ tôi mới hiểu được chứ. Còn bộ kim chân của nó bị dính ma túy, thằng quý tử nhà ông đã lặng lẽ đưa nó sang Sing để cai nghiện. Nhưng mà ai bày cho nó sang Sinh để cai nghiện? Ông quên thằng Thái từng cai ở Sinh à? Nhưng mà tiền viện phí ở bên đó đâu phải là rẻ. Mọi chi phí Quang Trường lo hết. Còn ông con lấy luôn một biệt thự của nhà mình cho bố nó ở. Tình hình này á, mình có bao nhiêu nhà cho thuê ở nước nào á,
nó cũng chỉ điểm cho bọn xấu biết hết. Nghe tin xong, tôi chỉ muốn giết cái con Kim Trân ấy đi. Anh Thiên. Lão già vừa mới gọi điện cho em báo tin đã ngưng thành lập đoàn thanh tra để ưu tiên cho những nhược điểm nổi cộm hơn. Lão Hoàng và bà Hương quả là siêu đẳng. Đây là hồ sơ và đơn tố cáo của Đăng Khoa gửi đến các nơi phản đối vụ ngừng thành lập đoàn thanh tra, đồng thời tố cáo đường dây lợi dụng quy chế phân bổ hạn ngạch giữa một nhóm người của cán bộ cấp trên với một số doanh nghiệp để thông đồng vụ lợi, mà trong đó có May Sài Gòn và Thành Lợi. Biết ngay mà, Đăng Khoa từ trong ổ chui ra, chuyện gì ông cũng biết á, thì mệt lắm. Anh già cũng đã nhìn thấy điều này nên nói anh là phải tìm cách khống chế quan trường. Đâu có đơn giản như vậy. Quan trường đã cao tay, hắn nắm thằng Thái làm con tin rồi, rất có thể lần này lão Hoàng sẽ thua. Vậy ý của anh thế nào? Nhanh chóng xóa đi những vấn đề gây bất trắc. Cái này giống như là học tập anh chị Hoàng. Thật ra thì có nhiều cái cũng không thể xóa được. Vậy thì mình phải học tập Tào Tháo. Thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta. Những vụ mua bán đất đai quy hoạch, những vụ ăn chia, thì những hợp đồng phân bổ hạn ngạch với phe của Nam Hoàng, em còn giữ trong máy không? Theo chỉ đạo của anh, em vẫn còn lưu giữ hết. Em chuyển hết sang đĩa cho anh, đừng có để ở công ty nữa. Yes sir. Alo. Anh Tự Lập đến sao? Thôi được rồi, anh Tự Lập đến sao tao theo vậy. Bắt luôn kèo đó nghe. Ok. Vô đi. Dạ, hôm nay lãnh đạo tổng công ty họp giao ban đầu tuần với các trưởng phòng ban và giám đốc các công ty. Anh Quang Trường nhắn anh có mặt. Em thì thay anh đi. Có chuyện gì hay về nói lại. Anh ngồi ở đây đâu phải để đi họp. Dạ, nhưng mà... Không nhân gì hết á. Anh cảm thấy hơi ngu khi đang tự do thoải mái lại ham cái ghế, cái chiếc hảo này, là mất tự do. Còn những giao dịch hợp đồng xuất khẩu anh Quang Trường đưa xuống à? Thì Quang Trường đưa xuống nói ký gì thì ký đi, có biết cái quái gì đâu mà làm. Mà vậy nè, để nữa thằng Thái nó về để giải quyết. Dạ. Nè em. Sao thấy mấy nữ nhân viên ở đây làm ăn mặc giống như bà già vậy? Đã gọi là dịch vụ thì mình phải ăn mặc cho nó mát mẻ lên. Dạ, tổng công ty đã quy định như vậy. Không có ai quy định vậy hết á. Anh quyết định vậy đó. Ai không nghe thì nghỉ. Dạ. Alo, xin chào. Chào anh. Tình hình giúp bà Khôi sao rồi? Anh và Quang Trường đúng là ân nhân lớn của em. Chưa bao giờ em hạnh phúc như hiện nay. Còn tao á, chưa bao giờ khổ như bây giờ. Nếu biết trước làm sếp vậy thì tao sẽ không làm. Chịu khó một chút đi, đợi em về rồi tính. Có chuyện này này, bình thường thì không sao. Nhưng mà có lúc em lại cảm thấy áy náy về cái chuyện mà... Mày thôi cái trò mà tâm cắn rứt đi. Theo kinh nghiệm của tao á, tình yêu mà không lừa dối một chút thì làm sao có kẻ sập bẫy để tới với nhau.
Nhưng mà em muốn hỏi anh về việc Kim Trâm dính ma túy. Lý do tại sao? Em đang có cảm giác là em và anh dính vào cái chuyện này. Trời ơi, mày có khùng không vậy? Thằng John vẫn đang ngồi rủ ở trong tù, thế nào cũng bị tử hình. Đó là bằng chứng quá rõ rồi. Sao mày không tin hả? Nhưng mà em bắt đầu không tin rồi đấy. Không lẽ mày nghi tao hả? Mày vừa phải rồi nha. Giúp mày cho đã, bây giờ mày nghi ngờ tao nữa hả? Chẳng lẽ tao hại bồ mày hả? Mày nghĩ vậy mà mày coi được hả? À, thôi, có gì nói sau nhé. Vừa mới đi điều trị về, xem không nằm nghỉ đi. Sao em khỏe rồi? Anh những ai mà có gì xúc động hết vậy? Nói chuyện với Vũ Luân về công việc ấy mà. Sao, tình hình điều trị hôm nay thế nào vậy? Em thì xác định là ý chí tốt, có thể họ sẽ cho em về sớm đó. Thế á, anh cũng muốn về lắm rồi. Ở nhà biết bao nhiêu là công việc. Em cũng vậy, em nhớ nhà lắm. Con xin điện thoại. Bà già tìm, anh nhìn là bà già đã biết anh đang ở sinh. Mẹ anh không biết là anh đưa anh sang đây hả? Hay anh sợ? Không, anh muốn cho ông bà già một sự bất ngờ ấy mà. Nếu như mà sợ ông bà già, anh đã không nhất thiết vào Sài Gòn làm lại từ đầu. Làm sao anh có thể trở thành một phó giám đốc? Và nhất là không có may mắn trở thành người yêu một hoa khôi tuổi tím như em. Thật ra em cũng là người may mắn khi có được anh. Trong cái rủi cũng có cái may. Hết cơn bị cực tới hậu thới lai. Sau cái vụ bị đám fan của Lý Văn quậy phá, cửa hàng được nhiều người thương nên tới ủng hộ đông hơn. Thì cũng nhờ con Vi nhà chị, nó vừa gan vừa giỏi. Nó biết chuyển bại thành thắng, chứ gặp con Trân nhà này đột chuyện là chỉ biết ngồi khóc thôi. Vụ dính ma túy của Trân chưa tìm ra nguyên nhân sao chị? Nó được xác định là không có nghiện ma túy. Vậy à? Cho nên bệnh viện cho là nó bị đầu độc. Mọi người đều nghĩ là do cái ông người Mỹ á. Tôi á thì cũng nghĩ tay này. Vậy mà con Hoàng Vi nó vẫn không tin. Chào anh. Dạ. Sao chỉ có một người vậy? Sau khi anh Lê Văn gặp báo tình hình của em, người của anh Vũ Luân mấy bữa trước còn canh chừng ở bên kia đường, bữa nay cũng rút rồi anh. Bên em chỉ còn một người, chắc mấy hôm nữa cũng rút. Tôi chưa gặp Hoàng Vi. Dạ. Chào hai bác. Con tìm Vi hả? Dạ. Chờ một chút nha. Dạ. Vi ơi, có gì ông tới kiếm nè con. Vi. Dạ. Gì ông tới kiếm nè con. Dạ con nghe rồi. Vi. Dạ. Nhân tiện con ở coi cửa hàng nha. Để dì đưa má con về bệnh. Tụi chị về nhà nấu cơm ăn. Ừ đi. Hai bác về. Xin à. Chào. Chào. Xin lỗi, anh không biết là em đang bận. Không sao, chính anh Phan Nghị biểu em kêu anh tới đây. Em và anh Nghị đang xem hình của Kim Trân từ Singapore gửi về. Em mừng cho Kim Trân, nhưng em cứ sợ sợ. Cảm giác có một chút khúc mắc gì đó trong chuyện này. Tôi và Mi Khánh, cậu đều có mặt trong bữa tiệc chia tay. Kim Trân mới uống ly nước cam đã bị sốc. Khi cô nhân viên nhà hàng đem thuốc tới cho Kim Trân, chính tôi đã coi rất kỹ cái tên thuốc. Như vậy, vấn đề chỉ còn lại ở ly nước cam. Nếu không thì Kim Trân đã bị dính ở trên xe lúc đến nhà hàng. Bữa ăn gần xong thì Thái và Luân mới tới. Vì bị kẹt xe nên chúng ta cũng không thể nào nghi họ dính gì tới ly nước cam ở nhà hàng. Chúng ta phải báo cho công an biết hết mọi chuyện để họ điều tra. Với nghiệp vụ chuyên môn của họ thì chắc chắn là sẽ tìm ra nguyên nhân Kim Trân dính ma túy. Có cần phải vậy không? Nếu như Kim Trân được chữa khỏi nghiện á thì mọi chuyện cũng sẽ trôi qua. Vì bây giờ mình trình bày với công an á
thì mọi chuyện sẽ ầm ĩ lên, gây bất lợi cho Kim Trân. Nghe Duy Hùng nói, em thấy có lý đó anh. Nếu không tìm ra thực chất vấn đề thì chắc chắn là chuyện sẽ còn tiếp diễn, và mọi người sẽ không ai biết Trân bị kết án là đúng hay sai. Vào đi. Dạ, anh gọi em ạ. Ai mang hồ sơ của Đăng Khoa đến công ty vậy? Dạ, hồ sơ được gửi đến qua đường bưu điện, có dấu bưu điện trên phong bì. Cô gọi ngay cho Đăng Khoa, nói là tôi rất không bằng lòng về cách ứng xử của anh ta. Lúc ở đây sao anh ta không chịu nói gì? Còn đã ra đi, muốn nói gì thì cứ đến gặp tôi mà nói. Không còn là đồng nghiệp nữa thì cũng còn là bạn bè. Anh ta hoàn toàn có thể gặp tôi trước khi gửi những đống rác rưởi này đi các nơi. Em sẽ gọi cho anh Đăng Khoa liền. Ừ. À nè, nói thẳng với anh ta, nếu muốn lật tôi, sao lúc ở đây không lật? Phải ra ngoài mới quậy phá. Đó không phải là khí phách của con người đàng hoàng. Dạ, em sẽ nói đúng ý anh. Ừ. À khoan đã. Thôi, cô không cần phải nói nữa. Để tôi gọi điện nói thẳng với anh ta. Dạ, em hiểu anh. Dạ. Anh ngồi đi. Anh nghĩ sao mà anh đưa vào đây cả thằng Vũ Lương, một thằng xã hội đen, và làm phó giám đốc công ty dịch vụ xuất khẩu? Ai nói với anh Vũ Lương là dân xã hội đen? Thiệt là quá đáng. Cậu này có năng lực đối ngoại và thuyết khách rất tốt. Có chăng chỉ là tính khí của cậu ta muốn làm ra vẻ ngầu ngầu ghê gớm nên bị mang tiếng là giang hồ thôi. Còn chuyện phó giám đốc làm gì có. Trong lúc Mạnh Thái đi vắng, tôi nói cậu ta tạm bao một số việc của Thái, nên cậu ta ngồi ở phòng Thái. À, chắc do vậy nên một số người thấy rồi hiểu lầm. Tôi đã hết sức nhân nhượng khi để anh dùng tay Mạnh Thái rồi. Bây giờ đến Vũ Lương, tôi đề nghị anh cho anh ta thôi việc đi. Thôi được, về trường hợp của Vũ Lương, tôi sẽ kiểm tra kỹ lại lần nữa. Nếu cậu ta kém phẩm chất, tôi sẽ theo ý anh. À, còn chuyện này nữa. À, hồ sơ tố cáo của Đăng Khoa. Ông Nam Hoàng và anh Lê Thăng mới từ Hà Nội vào đã cho tôi biết. Trước khi hồ sơ này theo đường bưu điện tới đây. Anh thấy thế nào? Tất cả những điều Đăng Khoa nêu ra xung quanh vụ các doanh nghiệp bị gây khó dễ từ quy chế phân bổ hàng ngạch, ai cũng biết. Còn vụ anh ta quy kết có một đường dây liên kết giữa các lãnh đạo cấp cao với một số doanh nghiệp, trong đó có Thành Lợi Mai Sài Gòn, để đục nước béo to, thì bằng chứng đâu? Nhưng tất cả các hạng ngạch ưu tiên và đột xuất đều có chữ ký của tôi. Đó đâu phải bằng chứng. Bằng chứng tôi nói ở đây là bằng chứng về khoản chênh lệch mà các công ty trung gian ăn chia với các cán bộ ở trên kìa. Nhưng nếu một mắt xích nào đó, nhất là ở bên trên, bị hở ra thì sao? Ở trên đó họ xóa dấu vết còn giỏi gấp trăm lần mình kìa. Anh tưởng vụ hoãn việc lập đoàn thanh tra đưa vào đây là từ trên trời rơi xuống à? Nhưng cũng có thể do những tố cáo mới của Đăng Khoa, đoàn thanh tra được thành lập thì sao? Tôi lấy đầu ra đảm bảo với anh, mà nếu có chuyện đó thì cũng phải sau khi ông Nam Hoàng đã bịt kín mọi lỗ hổng một cách an toàn tuyệt đối. Anh tin tôi đi. Anh đây. Sáng nay em với Duy Hùng, cả anh chị Miên Khách nữa sẽ tới đón anh đó. Cô nói thêm, có má đi nữa nha. Dạ. Má mới nói là bác cũng đi nữa. Vậy hả? Cho anh gặp má chút đi. Dạ. Má ơi, ơi, anh Văn có nói chuyện với má nè. Má đây. Má ơi, cô cảm ơn má nhiều lắm. Anh Lê Văn mà thấy tôi đi với ông, thế nào cũng giận. Càng giận, ông càng phải đi với tôi.
để Lê Văn hết thành kiến với tôi. Đến lúc đó, cậu ấy sẽ vui vẻ trở lại với ông và tôi. Ông đừng có mơ. Tôi biết tính Lê Văn mà. Ông đã thích ai á thì cỡ nào ông cũng thích. Còn ông đã ghét ai á thì không cách gì thành bạn được. Làm cái gì đến độ như vậy? Hồi tôi còn làm tổng giám đốc công ty Mai Hồng Hà, Lê Văn và tôi là bạn rất thân. Chỉ có điều sau khi tôi vào tù, cậu ấy mới thay đổi. Ủa, có chuyện đó nữa hả? Giờ tôi mới biết. Ừ, buồn lắm. Quang Trường đã cho người tới thanh toán hết viện phí cho anh rồi. Cảm ơn bệnh viện. Và cảm ơn anh Quang Trường. Lẽ ra bệnh viện phải cho tôi biết ngay lúc anh ta đóng viện phí chứ. Xin lỗi, vì chúng tôi thấy từ khi anh vào viện, anh Quang Trường là người gọi điện hỏi thăm anh thường xuyên nhất và cũng là người thanh toán tất cả các chi phí cho anh nếu có. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn tất cả mọi người ở trong bệnh viện. Xin chào. Rồi. Không ngờ chúng ta lại hội ngộ ở đây. Chúng ta cùng vào luôn đi. Chắc chắn thì dần sẽ rất bác cũng nghĩ vậy là. Hy vọng từ nay sẽ không còn những chuyện bất ngờ diễn ra với Lê Văn nữa. Dạ. Sao hôm nay bệnh viện cao cường quá vậy? Chắc bữa nay có tiệc tùng liên quan gì đó. Thôi mình vô đi. Dạ, vô vô đi. Bởi vì đây rất xứng đáng được đón tiếp trang trọng. Chúng tôi chúc mừng Lê Văn bình phục một cách thần kỳ. Xin chúc mừng Lê Văn nha. Đã trở về với cái chuyện đế đời trong bộ phim Sa Ngã. Nhờ có anh Lê Văn mà tôi đã trở lại đóng phim Sa Ngã đó. Có thể hiểu gì ông đấu anh Lê Văn long trọng thế này như một hành động trả ơn hay không thưa ông? Đó là một lý do. Còn lý do thứ hai là để đánh tan sự nghi ngờ của dư luận cho rằng hãng phim chúng tôi trả thù Lê Văn. Sự trang trọng này cũng là cách để chúng tôi yêu cầu nhà chức trách phải có trách nhiệm điều tra, lôi thủ phạm hành hung Lê Văn ra khỏi bóng tối. Anh cảm ơn gì khi xuất hiện mình được đón trang trọng như thế này? Tôi vô cùng xúc động, chỉ biết nói lời cảm ơn. Cảm ơn và cảm ơn rất nhiều đến ông Anh Dương, đồng chí Minh Chiêu, diễn viên Thúy Thúy và các diễn viên khác. Nhất định là tôi sẽ dùng hết tâm sức cho bộ phim Sa Ngã để không phụ lòng tất cả mọi người ở đây. Bây giờ mời anh Lê Văn ra xe để đến cùng giao lưu với khán giả hâm mộ, đồng thời là lễ ra mắt của đoàn làm phim Sa Ngã tại nhà hàng Năm Sao. Cảm ơn ông. Cảm ơn mọi người.
thôi chứ. Tôi đến sao bị bỏ lại đã đập. Ông ở với Lê Văn từ tối qua đến giờ mà cũng bị vậy à? Mừng cho Lê Văn không bị hại là đủ rồi. Hôm qua em đã gọi điện báo trước cho anh ấy là mọi người sẽ đến đón sớm. Sao anh ấy có thể vô tình như vậy được chứ? Tại đông quá. Chứ phải tại nó đâu con. Những lúc thập tử nhất sinh ở trong bệnh viện thì những người kia có đến thăm anh ấy lần nào không? Cũng không nên trách Lê Văn. Công ty Ánh Dương đến quá sớm, quá bất ngờ thì ai cũng bị cuốn theo thôi. Tôi vừa nói hy vọng Lê Văn không còn làm gì bất ngờ. Vậy mà điều bất ngờ vẫn cứ xảy ra với chúng ta. Sao rồi? Sư phụ nói mọi người tới nhà hàng luôn. Ai đi thì đi. Tôi và má tôi không đi đâu. Thôi chúng ta về. Chúng ta cũng nên về. Rồi gặp Lê Văn sao cũng được. Tôi và Vũ Luân sẽ tới chỗ nhà hàng. Tôi cũng đến chỗ Lê Văn. Chào. Chào, chào nhé. Chào cô. Xin chào. Chào em. Ừ, dạ. Hy vọng chúng ta vẫn là bạn.